chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian cùng quay trở lại với kênh An Thái Auto. Hôm nay em gửi đến mọi người một sản phẩm, đó chính là dàn sưởi của xe Hyundai 5 tấn, xe Hyundai tải. Vâng, đây là em đang cầm để cho anh em nhìn mặt trước, mặt sau và cái đường ống của cái dàn sưởi. Từ dàn nóng đến dàn lạnh, đến dàn sưởi, đến két turbo hay két nước ở riêng ở trên hệ thống xe ô tô, máy xúc, máy công trình thì anh em đều nhìn thấy. Em cũng không phải quá chi tiết cụ thể là bởi vì anh em cũng biết là nó cũng bao gồm một đường ra, một đường vào của ống dẫn nước của cái dàn sưởi này. Dàn sưởi này với cái lan của nó, anh em nhìn nó rất là đều, rất là chắc chắn. Nó là hàng liên doanh, nhưng đây là nó là hàng liên doanh cao cấp nên anh em nhìn này, các cái đường nhôm của nó rất chi là đều, các cái lan này. Với cái sản phẩm này thì nó sẽ có thông số kỹ thuật như sau. Chiều cao của nó rơi vào 19.5. Chiều rộng của nó là 16.5. Và chiều dày của nó thì nó rơi vào là 3 cm. Em nhìn rõ này, hai cái ống chờ của nó để lắp cái ống cao su bắt vào cái dàn sưởi này đấy ạ. Cảm ơn anh em đã bớt chút thời gian xem video của em. Anh em có nhu cầu hỗ trợ tìm hiểu về sản phẩm thì liên hệ Zalo với em theo số máy 0769086333. Hỗ trợ lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ 0856727722. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người ở những video kế tiếp ạ.